Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay mình có lời dừng kiện của anh Vũ với anh em để giới thiệu với anh em mười mấy phô mai ha. Mình quan sát anh Vũ hôm nay là bứng hàng chính hiệu nguyên ghiên với anh em, là mới bứng hôm qua rồi bữa nay lên cho anh em luôn ha, chưa vệ sinh luôn nha anh em. Anh em thấy anh Vũ bứng hàng sát to quá anh em, rất đẹp ha anh em. Phôm lớn không nha anh em, hoành 6 mấy 70 là một cốt nữa anh em. Phôm này tàn dù là mẫu này nuôi đường dài nè anh em. Nhìn cái cây này anh em, nhìn thấy cái này nè, này như con rùa nó nằm vậy anh em. Hôm nay anh em giang cái dù lớn ra nha anh em, cái thằng nó quá hay rồi, bộ đế nó cũng rất hay rồi. Anh em dán giang cái dù lớn ra, cây này anh em nuôi đường dài chịu đấm hơn sau là trúng nè anh em. Anh em 6 mấy 70 hoành anh em, thằng nó dặn nè. Cây này làm cây là đẹp lắm nha anh em, mẫu đang hot ha, lùng lực. Đây là cái bệ này nè, giá mềm nha anh em, siêu phẩm không ha, quá dữ. Vũ mới đó bứng với em cho hay là hôm qua là bữa nay quay cho anh em luôn, chưa vệ sinh luôn ha. Đó cho anh em hàng nguyên zin ha, đây dưới đất thì lên lật đầu nha anh em, chính xác là mới bứng chiều hôm qua về luôn nha anh em. Bữa nay là ngày 9 tháng 3 ha. Rồi anh vô coi. Rồi, để nói đầu tiên là rất chào tất cả anh em YouTube ha. Hôm nay chương trình lên là có 12 con bay dạng anh em. Mình nhắc số điện thoại anh Vũ. Số điện thoại là 0907 914218. Rồi số điện thoại của anh Vũ bổ sung góc trái hình chứ màu xanh cho em dễ quan sát nha nè. Đó là cây số 1 ha. Cây mai vàng nha nè, lùng lực. Con này là đâu là mới bữa dạng qua nên em giúp luôn rồi nha anh em. Ok anh Vũ. Cầu của anh em hôi nguyên kia sao mà xịt chi ngoài nhé. Mình về cũng vệ sinh cho nó đẹp cây nhé, đó là khỏi vệ sinh luôn nè, lên cho anh em coi luôn. Ok. Đây này là nguyên thủy nè, nghe anh em. Đó, nói chung bên mình là nguyên thủy không nè. Đó mình vệ sinh thì cái dạng này mình để nguyên thủy luôn nè, nghe anh em. Không vệ sinh gì trơn đó. Cây này cái cũ này không là khoảng 70 nè nghe anh em. Quá rực rỡ ha. Cây này anh em chơi mặt này mặt tiền còn chưa lỗi nữa anh em. Đó. Quá đẹp. Nó 70 nghe anh em, cũ này nè. Anh em thấy ba tay mà còn dư nè ha. Đấy nè, đấy nó cũng xuống không nghe anh em. Mấy hàng này hàng đã sưu tầm ha, cây này chữ bên tay anh em. Rồi cho thông số luôn gột thôi. Mã số 1 là mai vàng nha anh em. Cái này mình đo hai thước cho anh em đi, đo ngắn eo nhỏ nó đi ha. Rồi ok. 49 nha anh em, ngắn eo này nè nha anh em. 49 là hoành eo đó nha anh em. Nè nó dạ cái củ lên chậu nè anh em. Củ đặc của nó là 65 nha anh em. 65 củ đặc hai anh em. Cái cục thịt nguyên này như là 65 chậu lên chậu nữa nha anh em. Quá dữ. Chiều cao là 66. Chiều cao 66. Đường kính bầu là 42. Đường kính bầu 42. Rồi mã số 1 là giá xanh gột ơi. Rồi cái mã số 1 mình giao lưu với anh em giá cũng đó là 9.800.000 ha. Rồi 9.800.000 mã số 1 nha anh em. Bao ship nem mọi miền tôi quá ha. Quá đẹp. Rồi tiếp theo mã số 2 nha anh em. Mã số 2 thôi mà vàng lùng lực ha anh em. Cây này cái dáng nó ngồi anh em làm cây đẹp lắm nha anh em. Cây này nguyên cái bãi đặt này cái mét mấy này nha anh em. Quá dữ. Có 50 hết anh em, cây sắc okay. Lớn không nha anh em. Đó. Đây lên luôn cây nguyên zin nè cho anh em ha. Để anh em không thấy nó nguyên zin không có thể để nguyên thủy ha. Đó. Cây bên em là cây nguyên thủy mới bứng lên đợt đầu không đó nha anh em. Quá dữ. Rồi cho thông số luôn cô. Đây là quá trời cái bãi nữa anh em. Quần neo là 47 nha anh em. 47 quần neo. Cái bài đặt này là 90 rồi nha anh em. Bài đặt là 90 nha anh em. Chiều cao là 45. Chiều cao 45. Được cái bầu 42. Được cái bầu 42. Rồi mã số 2 này giá xanh gột ơi. Rồi cái mã số 2 giao lưu với anh em giá cũng là 6.500.000 ha. 6.500.000 mã số 2 nha anh em. Bao ship này mọi miền tôi quắc luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 3 nha anh em. Mã số 3 là phôm mai vàng. Cái phôm dù nha anh em. Cây này anh em thấy nó nhìn cái cây nó nét. Quá đẹp. Cây này cái củ của nó khoảng 80 nha anh em, củ đặc nữa ha. Có thằng nó dặn quăng cho anh em. Cái bệ củ đặc biệt là cái bệ củ quá khiếp nha anh em. Giá hữu nghị cho anh em luôn. Cây này cây nguyên zin thì anh em nhìn cây đó, hôm nay cây bây giờ mình chưa vệ sinh đi chờ lên clip cho anh em luôn đó ha. Chính xác là mới bứng chiều hôm qua luôn nha anh em. Này cây này cái đầu nó xù luôn nha anh em.
mà nướng sụn luôn đó nha. Thằng nó dặn quăng rồi nè. Nát cây gỗ ghê ha. Cây cũ cây nè. Cây này nhìn nó cũ, cây nhìn cũ tản thằng này. Bốn tay anh em thấy không? Đó. Quá dữ. Đây nè, xù nè anh em. Mấy này anh em sẽ rửa nó dạng cho anh em thấy ha. Cây nguyên viên nè ha. Mẫu này em làm cây đẹp lắm nha anh em. Mẫu này làm cây đẹp lắm nha. Hết tiếng cũ nó bạo thế nè. Cái này mình dùng cái gì cho ngoại bự lắm nha anh em. Ngoài 4-5 người khiêng nha anh em. Nè anh em cái cục xù nè. Quá rực rỡ ha. Ủa giờ anh em mà vô vườn cây mà tầm mà 60 giờ anh em mua cũng giá đủ rẻ ha. Đấy, em coi cái bệ cũ nữa ha. Nó nở cái này nè, phong thủy tốt ha, nở hậu hả Nam. Cái cây này về đam vô chậu anh em lặn đế xuống cái cũ còn nữa nha Nam. Cây này cây mình bứng nha, à. Đường dài hết nè. Ok. Rồi cho thông số lên gồ cây, mã số 3 cũng là mai vàng nha Nam. Chiều cao 1,5 m nha Nam. Chiều cao 1,5 m. Rồi. Cái đây là 76 nha anh em. 76 cái cũ nha anh em. Đặt 76 nha. Nó thức em trên đây nha. Rồi. Eo là 57 nha anh em. 57 hoành eo nha anh em. Đường kính bầu là 54. Đường kính bầu 54. Cây quá trời cây anh em nhìn ở ngoài cây. 80 cây cũ nhìn anh em nhìn khủng khiếp lắm nha anh em. Rồi mã số 3 giá sao anh gục ơi. Rồi cái mã số 3 này giao lưu cho em, giá của nó là 19 triệu 500 ha. 19 triệu 500 mã số 3 nha Nam. Bao ship đem mọi miền tới quá ha Nam. Quá hữu nghị cho một cây 5, 6, mấy 70 nha Nam. Rồi. Mã số 4. Cái mây vàng cái dáng này Nam. Vô cây lớn mà nó vô cái dáng quá đẹp ha Nam. Cái cũ quá trời đẹp như cái cũ như con rùa nằm vậy Nam. Không có tùy vết luôn nha anh em. Cây này anh em nuôi cây là lên dữ lắm nha anh em. Ở ngoài nó lớn lắm nha anh em, nó lực cây lắm ha. Cây là bao anh em là không mình mấy nó không thẹo dứt luôn nha anh em. Ok anh gục. Không tới đọt luôn ha. Nè này cái này anh em mường tượng nên anh em thả anh em bắt cái dù mà nó gian rộng ghê nha anh em. Cái này trúng à, này anh em nuôi đường dài có tiền nha anh em. Cái này cũng thì anh em khỏi nói rồi, đế nó không ra nè, nó vô nó bứt nó vô không à. Ok anh gục. Quá đẹp, nét mà cái này ngoài nét lắm nha Nam. Anh em phải quan sát hai tay anh Vũ kìa. Ốp vô cây là biết ngoài lớn lắm nha Nam. Đặc biệt ở đây anh em thấy không? Ở trước nó lót hết trơn luôn anh em không? Nó có hai giò nó quỷ xuống nè. Okay. Nó lót đấy chậm chậm luôn anh em thấy không? Cái cây này mình không có làm sạch, anh em về làm chồng mới làm nha ha. Ok anh gục. Cây này là nó bỏ mình đế là đẹp bốn mặt nha anh em. Đấy hết biết được đế rồi. Đấy là cái gì là anh em biết nó bự ở ngoại hình trong cuộc đoán làm sao thế nè. Cái mai vàng là tầm 5-60 mà cây đẹp vậy, vô vườn em hỏi cho mua cái giá nó cần lắm ha. Cây này anh em nghĩ đi, cái tài trong vườn mà đóng cái phom tàn đủ anh em hỏi vô cái bạc trăm có anh em. Hồi này bứng rẻ cũng kêu rẻ cho anh em ha. Rồi cho thông số lên gục coi. Bắt ra cái cũ. Hoành thăng là 48. Cái cũ là 79 nha anh em. Cũ đặt nha. Cũ đặt 79 nha anh em. Đường kính bầu là 54. Đường kính bầu 54. Chiều cao nó chắc cỡ 2 m anh em, từ đây 1,5 m nè, cỡ 9 2 m 8 gì đó anh em. Đó. Từ đây là 1,5 m anh em nhìn dung ha. Cỡ 2 m cho anh em, nó thoát thăng cái anh Vũ, thoát thăng cái cành số 1 cái. Thăng 1 mét, cái chiều cao cái tổng cây là 2 m, thấu thăng 1 m vô cây nha nè, vô dù ha. Cây quá đẹp. Rồi cây mã số 4 giá sao anh gục ơi. Cây mã số 4 là giao lưu với anh em, giá của nó là 16 triệu 800 ha. 16 triệu 800 mã số 4 nha Nam. Bao ship nè mọi miền tao quá ha. Quá đẹp. Rồi ok. Rồi tiếp theo mã số 5 nha Nam. Mã số 5 cây mây vàng. Một cút qua cành đẹp nha Nam, cái này nhanh chơi nha Nam. Cái này em về ghép hả?
Hạ ghiên thì cũng chơi nhanh nha anh em. Cái này tay cầm thì khỏi nói nha anh em, ống tứ diện luôn ha. Quá đẹp. Đế thì đẹp luôn nha anh em. Của đế này nè. Đế này nó gồm nguyên cũ đây nha, cũ thì cũng 8-9 tắc này ha anh em. Ok được. Đế như là bốn mặt không chống mặt nào luôn ha. Thông số luôn ha. Rồi cho thông số luôn gọi coi. Mình neo phương nó là 40 thế nào? Mình neo là 40. Cái cụ đặt là 68 thế nào? Cái bài cũ là 68 nha Nam. Đường kính bầu là 57. Đường kính bầu 57. Chiều cao của nó là 135. Chiều cao 1m35. Rồi mã số 5 này giá sao anh gọi coi. Rồi cái mã số 5 này giao luôn, chứ nên giá của nó là 8 triệu ha. 8 triệu vào mã số 5 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc ha anh em. Rồi tiếp theo mã số 6 nha anh em. Mã số 6 cái mây vàng. Thú lết nha anh em. Nguyên con thú luôn nha anh em, cái rộng cá đẹp ha. Đặc biệt rộng anh em lắc nè. Quá đẹp. Cái nhịp giữa nó có cái nhịp lắc nhẹ, nhìn dáng cây hay nha anh em. Cái này là thú 4 giò luôn nha anh em. Cái thịt nó đang nè. Nguyên thịt tạc nó luôn ha anh em. Quá nè. Ở trước đây nó hai giò nè. Ở sau nó có hai giò nè, thấy không? Hai giò có đuôi luôn nè anh em, nhìn vô ha. Cái này nó nhìn thấy gõ hay nè, thú gõ ha. Ở thằng nó lắc nè. Nè nhìn thấy không? Đó, nó bốn giò có đuôi luôn ha. Nhìn nó nét cây ha anh em. Nguyên cục này cũng thịt tạc luôn nha anh em. Ở đây anh em chụp cái nón cái là gật gỡ ha anh em. Rồi cho em thông số luôn gọt coi. Mình neo là 39. Cú đặt cái mới là 62. Cú đặt là 62. Đường kính bầu là 50. Đường kính bầu là 50. Chiều cao nó là 131. Chiều cao 131. Rồi cái mã số 6 là cho luôn, chứ em giá cũng là 6.500.000 luôn ha. Rồi mã số 6 giá 6.500.000 nha anh em. Hỏi ship đem mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 7 nha Nam. Mã số 7 là form tàn dù luôn nha Nam. Xù nha Nam. Cây này xù luôn nha Nam. Nhìn quá trời đẹp, đẹp hả Nam. Anh em nhìn cái nước xù đó Nam. Quá đẹp nha Nam. Xù nổi hơn ngón tay nữa nha Nam. Cây lại rồi mới cũ nó cũng sáu mấy nha Nam. Cũng vẫn là form dù nữa ha. Trong này giờ đang hot với miền Nam lắm nha Nam. Trong này làm cây, anh em làm cây ra đẹp lắm. Nhiều khi anh em làm Tết nhìn nguyên cái chụp nguyên cái nón dù nhìn thấy đẹp lắm nha Nam. Anh em nhìn coi nước sụn nữa nè. Cây sạch sẽ ha Nam, không thể nhất luôn ha. Quá đẹp. Lớn cây ha Nam. Rồi, thông số ha. Rồi, thông số luôn gọt ơi. Còn neo là 44. Cái cũ là 65 nha anh em. Cũ 65. Chiều cao nó tầm 1m8, 1m7 gì đó hay nè, tới đây hết chút nữa ha. Chiều cao tầm 1m8, 1m7 nha anh em. Thông thân của nó là 98 nha anh em. Thông thân là 98. Đứng bầu 62. Đứng bầu 62. Rồi phôi mã số 7 này giá sao anh gọt coi. Rồi phôi mã số 7 cây mai xù này mình giao luôn với em, giá của nó là 12.800.000 ha. Rồi phôi mã số 7 phôi mai xù giá 12.800.000 nha anh em. Bao ship em mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là phôi mai vàng dáng thú, có súng nha anh em. Có súng luôn nha anh em. Cây này là lúc trước mà nóng chốt rồi ông hội anh em quay lại để bán rồi nha anh em. Ok anh gọt. Trước giờ chốt còn có con thú này nha anh em. Ông anh hội ha. Chút trước mà hồi trời mà hồi trước luôn nghe nè. Cô nhìn dữ hay chứ. Cô Đông Nam Á nha anh em. Súng này hay nè không? Giờ để nung một luôn ha. Ok anh cô. Rồi thông số luôn cô. Hết
25 một thăng nha anh em. Một thăng 25. Chiều dài mình thú là 28. 28 chiều dài mình thú nha anh em. Chiều dài được đường kính bầu là 56. 56 đường kính bầu. Chiều cao là 45. Chiều cao 45. Và mã số 8 này giá sao anh Gục ơi? Rồi cái mã số 8 này giao lưu với anh em, giá của ông đó là 2.900.000 ha. 2.900.000 mã số 8 nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 lông phô mai vàng giá sinh viên nha anh em. Cho anh em về ghép vui chơi trải nghiệm nha anh em. Rồi, thông số luôn. Rồi, thông số luôn Gục. 35 mình thăng nha anh em. Quần neo 35. Cái cũ là 40. Cái cũ là 40. Đến vào 39. Chiều cao 59. Chiều cao 59. Và mã số 9 này giá sao anh Gục ơi? Rồi, mã số 9 này giao lưu với anh em giá cũng là 1.7 ha. 1.7 thôi mã số 9 nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 chứ giá này cũng sắp vô hàng giá rẻ quá. Đó, này có tử ác lắm nha anh em. Đẹp ha. Liền luôn ha. Giá sinh viên cho anh em tập chơi trải nghiệm anh em. Quá đẹp. Cái này hoành nó cũng lớn anh em. Rồi, thông số luôn. Rồi, thông số luôn Gục. Mình thăng cái bự là 37 nha anh em. Mình thăng cái bự là 37. Tổng là 46. Tổng là 46. Chiều cao là 44. Chiều cao 44. Đường là 36. 36 được kính bầu. Rồi mã số 6 này giá. Mã số 10 này giá sao anh Gục ơi? Rồi, cái mã số 10 giao lưu với anh em giá cũng là 1 triệu 8 nha. 1 triệu 8 thôi mã số 10 nha anh em. Bao ship này mọi miền tôi quắc luôn ha. Rồi, tiếp theo cái mã số 11. Mã số 11 là phô mai vàng lục lực. 11. Mã số 11 phô mai vàng lục lực nha anh em. 18. Cây này nguyên mặt này mặt cú luôn nha anh em. Đây ngoài lớn cây lắm nha. Nguyên cây bự chà bá luôn nha anh em. Ok anh Gục. Rồi cho thông số luôn Gục ơi. Mình thăng là 42. Cú đập nó 75 nha anh em. Cú đập là 75. Đường kính bầu 43. Đường bầu 43. Chiều cao 67. 67 chiều cao. Rồi mã số 11 là giá sao anh Gục ơi? Rồi cái mã số 11 này giao lưu với anh em giá cũng nó là 3.900.000 ha. 3.900.000 mã số 11 nha anh em. Bao ship này mọi miền tôi quá ha. Rồi tiếp theo phô mã số 12 nha anh em. Mã số 12 phô mai vàng. Anh em mình các bạn cũ rồi anh em. Sát sớt như nè, cây này đem lặn vô chậu một cái gắt là gật gỡi như nè. Đấy còn xuống nữa nghe nè. Xuống nữa. Cây mình chưa có, mình mới bứng về mình quay liền chứ mình chưa dây sinh kịp ha. Thì cái này nên lặn vô chậu anh em trồng mà nó dội cái cũ lên nè nè. Phải đế nè, xuống xuống không nè. Ở trong đây nó còn cái đế bự trà bá luôn nè nghe nè. Đúng rồi. Có chân sẵn nè, đế bự gấm bự nghe nè, tại mình không dám làm ha. Nữa anh em về thấy chân là anh em biết rồi ha. Ok. Cây này dữ lắm cái cây nè nè. Thấy không? Ba tay dữ lắm nè. Dữ lắm nè nè, nó xù nách lại gai nữa nè. Cây này anh em làm hai mâm hay làm như cổ nữa nghe nè. Ok anh Gục. Rồi cho thông số luôn Gục ơi. Mấy vàng bây giờ anh em mà tầm quanh 560 anh em vô vừa mua được anh em biết. Chua lắm anh em ơi. Nó vô có phơm tàn đủ anh em hỏi một cái bác sĩ không nha anh em. Đó hai đứa đi thôi đứa trên đây trước trên đây cứ đi ha. Đây là 55 này nha anh em. 55 cái eo đó anh em. Anh em hình dung dữ lắm cái cây nha anh em. Rồi, 60 nha anh em. 60. Cây 60 hoành nha anh em. Đường kính bầu là 55. Đường kính bầu 55. Chiều cao 78. 78 chiều cao. Rồi mã số 12 này giá sao anh Gục ơi? Cây mã số 12 này giao lưu với anh em giá cũng đó là 11.800.000 ha. 11.800.000 thôi mã số 12 nha anh em. Bao ship này mọi miền tới quá ha. 11.800.000 cái cũ này cái hoành 60 nó quá là mềm nha anh em. Rồi cái mã số 12 là phôi cuối cùng của clip ngày hôm nay. Anh em nào yêu thích cái nào trực tiếp Vinh Vũ là số 0907914218 nha anh em. Anh em nào yêu quý chưa bấm mình cái đăng ký kênh để ủng hộ kênh đi hình phục vụ cho anh em. Thân ái chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.